39 động vật hoang dã quý hiếm về rừng. Mô hình du lịch kết hợp bảo tồn rừng ngập mặn. Xử lý nhóm thiếu niên bóc đầu, đánh võng để trêu cảnh sát giao thông. Cháy 64 kiosk trong chợ Thanh Lương, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Phúc đời thường, mô hình dạy mầm non tại nhà, cứu cánh cho giáo viên trong mùa dịch. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Ikex Sài Gòn hay về nghiên cứu sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, Vườn Quốc gia Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành thả 39 động vật hoang dã quý hiếm về với môi trường tự nhiên. 39 động vật hoang dã gồm 35 con rắn hổ mang, một mắt kính, hai con khỉ mặt đỏ và hai con khỉ mốc được tái thả tại khu vực đã được khảo sát trước đó thuộc rừng tự nhiên Vườn Quốc gia Vũ Quang. Các động vật này được Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận từ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vào ngày 16 tháng 3. Đây là các động vật hoang dã nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 2B, cần được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn. Một chàng trai 9X mê mô hình du lịch nông nghiệp đã chọn một cánh rừng ngập mặn heo hút ở Bạc Liêu để khởi nghiệp. Mô hình kết hợp quy trình nuôi trồng thủy sản sạch từ tài nguyên rừng ngập mặn cùng nguồn hải sản có sẵn. Chàng trai này tổ chức mô hình nông trại nuôi tôm kết hợp tham quan bảo tồn tài nguyên rừng ngập mặn cho cộng đồng. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nha. Nông trại tôm khỏe của anh Bùi Quốc Dương, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu lập ra với tâm huyết vừa phát triển du lịch sinh thái, bảo vệ rừng ngập mặn quê nhà, vừa kết hợp làm kinh tế gia đình. Qua thời gian đầu thử nghiệm khởi nghiệp không giống ai, mô hình của anh Dương đã có những thành công bước đầu. Hồi lúc đầu thì mình cũng về đây thì cũng rất là lạ lẫm, thì mình đi tìm, mình cũng tham khảo nhiều cái nơi. Thì cuối cùng là mình chọn cái nơi là gần phòng hộ này để mình phát triển cái du lịch. Tại vì nó có một cái không gian xanh để mà mọi người về đây chơi thì có thể cái cảm giác nó sẽ rất là đẹp và nó thoải mái, nó yên bình hơn. Rồi qua đó thì mình cũng muốn là làm sao để cho nhiều người dân cùng phát triển cái mô hình này để phát triển bảo vệ cái rừng ngập mặn. Khách đến nông trại mỗi nhóm sẽ được phát một chiếc bè để dạo một vòng trong rừng ngập mặn. Chỗ nào mát thì dừng lại để nghỉ ngơi, ăn uống, ngắm cảnh đẹp tự nhiên, hoặc có thể tự tay câu cá hay mò tôm dưới tán rừng rồi được chế biến ngay tại chỗ. Dù khởi nghiệp với nhiều lần thử nghiệm, thất bại, nhưng chàng trai 9X này không nản lòng, tiếp tục đổi mới và sáng tạo thêm mô hình hướng đến thiên nhiên, sự an toàn và sức khỏe cho mọi người, phát triển du lịch gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên. Từ sau Tết Nguyên đán 2022 đến nay, các loại trái cây có múi như là quýt, đường, cam dây, cam sành trên địa bàn huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đều hút hàng và giá bán cũng tăng mạnh. Nhà vườn rất phấn khởi. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Đây là vườn cam sành, quýt đường trên 8.000m2 của anh Phan Văn Sang, ngụ xã Long Hậu. Theo anh Sang, vụ trái này sản lượng đạt khá. Hiện tại nhiều thương lái hỏi mua nhưng anh chưa bán, dự kiến khoảng hơn một tuần nữa anh Sang sẽ thu hoạch. Cam sành hiện tại giờ thì hiện tại là nó đang hút thương lái nên nó cũng tìm đến, với lại điện thoại em cũng rất là nhiều. Với lại giá cam hiện tại giờ nó cũng gọi là cũng đạt là đỉnh điểm của cam sành. So hơn với một tháng trước thì tháng trước thì nó tầm dao động từ 10 tới 12 ngàn thì đổ lại cam đẹp từ 12, 13 ngàn, 4 ngàn. Còn hiện tại bây giờ thì giá căn xô tại vườn là 17-18 ngàn. Theo chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, một vựa thu mua cam, quýt ở xã Tân Thành cho biết, những ngày qua, thương lái ở các chợ đầu mối đặt hàng rất nhiều, nhưng chị không có đủ lượng hàng để giao. Theo các chủ vựa,
Hàng năm trái cây có múi tiêu thụ mạnh từ sau Tết và kéo dài đến hết tháng 4 âm lịch. Tuy nhiên năm nay, nhu cầu sử dụng trái cây có múi để bổ sung vitamin C cho cơ thể, tăng sức đề kháng trước dịch bệnh COVID-19 của người dân khá lớn, nên khả năng mặt hàng này sẽ còn bán chạy trong thời gian tới. Tiếp tục chương trình là những tin tức về an ninh trật tự. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đang triệu tập làm việc để xử lý 4 thiếu niên đua xe bốc đầu đánh võng để trêu cảnh sát giao thông nhằm thỏa mãn thú vui. Trước đó, đêm ngày 16 tháng 3, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Lạng Sơn phát hiện một nhóm thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, tháo biển số xe, lạng lách, đánh võng, bốc đầu trêu lực lượng cảnh sát giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Tổ công tác đã triển khai lực lượng ngăn chặn, bắt giữ được 4 thiếu niên độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi. Nhóm thiếu niên này khai nhận mục đích của việc lạng lách, đánh võng, bốc đầu là để trêu lực lượng cảnh sát giao thông, thỏa mãn thú vui của bản thân. Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy nghiêm trọng chợ Thanh Lương. Trước đó, khuya ngày 17 tháng 3, người dân sống quanh chợ Thanh Lương, ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, phát hiện lửa bất ngờ bùng phát trong kiosk của bà Nguyễn Thị Liên, 53 tuổi, nằm giữa chợ Thanh Lương. Khu vực cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa, khiến lửa bùng phát rất dữ dội, tốc độ lan nhanh nên chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục kiosk đã bị lửa bao trùm. Vì vậy, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Sau hơn 4 giờ đồng hồ, đến 4 giờ sáng ngày 18 tháng 3, các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy mới khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi 64 kiosk của 35 hộ tiểu thương, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế vừa bắt giữ nhóm 4 đối tượng chuyên trộm tài sản trong cốp xe. Trước đó, tại đoạn đường Chương Dương gần cầu Trường Tiền, Dương Thị Minh Thanh, 33 tuổi và Trần Văn Quý, 14 tuổi, cùng trú tại thành phố Huế, phát hiện một phụ nữ đang dừng xe máy, mua trái cây và bỏ túi xách bên trong cốp xe nhưng không khóa. Thanh niên đến giả vờ mua trái cây, che chắn và cảnh giới cho Quý ra tay lấy trộm túi xách bên trong có hơn 2,1 triệu đồng và một chỉ vàng. Ngay sau khi hai đối tượng này chiếm được tài sản thì bị đội hình sự công an thành phố Huế và công an phường Đông Ba đang mật phục phát hiện, bắt giữ. Thanh và Quý khai nhận thêm, với thủ đoạn như trên, cả hai cùng hai đối tượng khác gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản khác, chiếm đoạt 2 túi xách bên trong có tiền mặt, 2 điện thoại iPhone 7 Plus, 1 điện thoại Vivo. Thưa quý vị, dịch bệnh bùng phát mạnh, các trường mầm non phải đóng cửa. Nhiều giáo viên mầm non tại Hà Nội rơi vào cảnh thất nghiệp, phải đi làm shipper, học làm nail để trang trải cuộc sống. Trong khi nhiều gia đình muốn tìm giáo viên dạy con tại nhà trong thời gian nghỉ dịch. Nắm bắt tình hình trên, mô hình trường học Mẹ Yêu Con đã được ra đời, giúp các giáo viên mầm non vừa được làm đúng nghề, vừa đủ kinh tế, trang trải cuộc sống. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nha. Gắn bó với nghề giáo viên mầm non được hơn 14 năm nay, chị Đặng Lệ Huyền chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình không được đến trường gặp gỡ, chơi cùng các bạn nhỏ. Nhưng khi dịch Covid-19 ập đến, mọi thứ trong cuộc sống của chị đều bị đảo lộn. Dịch bệnh ảnh hưởng đến nhiều. Trước đây khi mà không được đi đến trường dạy các con đấy thì là mình cũng xoay sở bằng nhiều cách. Nó cũng ảnh hưởng một phần đến kinh tế của mình, cũng không đủ trang trải cho gia đình. Và mình đã đi làm shipper để có đủ kinh tế trang trải cho con. Cái công việc đấy cũng rất là vất vả. Mình sáng ra thì mình cũng đi làm từ 6-7 giờ sáng và cũng nhận đơn. Thì đi cả ngày dòng dã chỉ đi trên đường và có khi đến 10 giờ 10 giờ đêm, 11 giờ đêm mà thu nhập thì cũng chẳng được đáng là bao. Không chỉ chị Huyền, cô giáo Đào Thị Trung Anh cũng gặp nhiều khó khăn khi đang có một mức thu nhập khá tại trường mầm non có tiếng lại phải nghỉ ở nhà. Bản thân cô cũng là mẹ đơn thân đang nuôi hai cô con gái. Trường học đóng cửa khiến khoản tiền tích góp trong suốt 7 năm đã cạn kiệt theo từng hộp sữa, chiếc bỉm của con. Khi mà mình không có việc làm ấy thì mình rất là áp lực về mọi cái, nhất là về kinh tế. Khi mà nuôi hai con ấy, mà với một người mẹ mà không làm ra tiền ấy thì rất là lo lắng.
Thứ nhất là con thì còn nhỏ, rất dễ ốm. Nhưng trong người người mẹ mà không có tiền, không làm ra kinh tế thì mình rất là sốt ruột. Thời gian đấy thì mình cũng đã phải đi suy nghĩ mình kiếm việc làm rồi. Hay là mình đi làm công nhân này, hay mình làm việc nọ việc kia. Thậm chí là mình cũng chẳng nghĩ ngại một cái việc gì cả. Dạy học tại nhà vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với các giáo viên mầm non khi môi trường làm việc hoàn toàn khác so với việc dạy học bình thường. Khối lượng công việc nhiều hơn, áp lực cũng cao hơn. Không ít giáo viên có tâm lý mình đến nhà dạy sẽ giống giúp việc. Khi mà đến nhà của học sinh ấy, thứ nhất là cái không gian nó khác hẳn với cả ở trường học của các con. Và thứ hai đấy là đồ dùng của các con nó không được đầy đủ như là ở một trường học. À, những cái đồ dùng đấy mà các con học đấy thì là các cô hàng ngày là phải xách đi, mang đi mang về. Và các cô phải chuẩn bị phải nhiều, có nghĩa là có rất là nhiều sáng tạo và có nhiều điều mới, nghĩ ra nhiều thứ mới để cho các con được trải nghiệm. Họ tôn trọng các cô, vấn đề đây họ không coi cô giáo là giúp việc đấy, mà họ coi cô giáo là cô giáo. Cô đến dạy con giống như cô giáo đi gia sư ấy. Đấy, chứ họ không nghĩ là cô đến đây là để làm giúp việc cả. Tại vì là chính các cô giáo mầm non ấy nhiều khi là hay đặt mình vào cái vị thế đấy. Thế nên là mình nhiều lúc mình sẽ bị cảm thấy tự ti này, hoặc là mình cũng mặc cảm, hay là mình gọi là hay suy nghĩ nhiều trong quá trình mình giảng dạy ở tại nhà. Nên là tạo cho mình một cái áp lực, đó là mình chẳng khác gì ô xin cao cấp. Đấy, nhưng thực ra không phải. Bản thân mình hãy thể hiện mình là một giáo viên. Thực tế, mô hình dạy trẻ mầm non tại nhà khác hoàn toàn với việc trông trẻ. Các bạn nhỏ được rèn luyện khung giờ giống như ở trường, học các kỹ năng tốt. Đồng thời, mô hình này cũng đem lại cho các cô nguồn thu nhập ổn định từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng. Dù mô hình này đã giúp nhiều giáo viên mầm non có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, nhưng ai trong số họ cũng mong ngày sớm được quay trở lại trường, tiếp tục ươm mầm non đất nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Trang Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.